Chào mừng anh em đã quay trở lại với MG Gaming. Lê Minh Huyền Thoại là một game MOBA thì đương nhiên sự thay đổi là điều bắt buộc để sống sót và giữ chân người chơi. Với khả năng cân bằng game 200 năm của mình thì không chỉ có những Aphelios, Samira, Zoe mà kể cả những chiêu thức của các vị tướng trong quá khứ cũng đã được thừa hưởng truyền thống này rồi. Một kỹ năng mà khi được buff thì nó sẽ lỗi thôi rồi, mà còn nếu đã nerf thì nerf cho cút khỏi meta luôn, thậm chí là bay luôn khỏi tâm trí bất kỳ ai có ý định chơi những con tướng này. Và hôm nay chúng ta hãy cùng tìm lại những kỹ năng như thế đã từng xuất hiện trong quá trình phát triển của Liên Minh Huyền Thoại. Tôi chắc chắn mấy ông mà đã từng xem một kênh P game nào đó sẽ qua đây nói tôi bị thiếu Jack hay TF. Thì nói trước, tôi không cho tụi này vào vì cái lỗi của nó không có trong game chính thức mà chỉ ở trong giai đoạn beta. Cơ mà thật ra bây giờ Liên Minh nó vẫn là giai đoạn beta mà. Và Liên Minh cũng mới chỉ vào Việt Nam từ 2012, tầm mùa 2 trở đi. Bắt đầu luôn thôi nhở. Đầu tiên, điệu van tử thần của Fiora là một trong những vị tướng được đánh giá là bậc khó nhất của game, với những combo hào nhoáng không khác gì Insect của Lee Sin. Một con người chuyện trò bằng kiếm, nhắc tới Fiora là nhắc tới solo. Bất kỳ kèo nào đưa Fiora đều sẽ là kèo kỹ năng, thậm chí bạn có kéo thằng rừng hay mid lên thì có khi cả bọn chết sạch chỉ với một pha phản đòn hợp lý. Có thể nói biết chơi Fiora là biết đi top, giống như Riven không hoa khi nói đây là một trong những con tướng cân bằng nhất game. Khi bạn càng biết cách chơi, con tướng sẽ càng mạnh, chứ không phải bấm bừa rồi thắng như Samira lúc mới ra mắt. Nhưng đó không phải là câu chuyện trước phiên bản 5.15. Khi thi triển điệu van tử thần, ulti cũ của Fiora, cô sẽ lướt trong phạm vi kỹ năng gây sát thương vật lý cho kẻ địch bất kỳ 5 lần. Mỗi lần đánh đều sẽ áp dụng hiệu ứng đòn đánh nếu có. Lần đánh đầu tiên và cuối cùng sẽ lên cùng một mục tiêu. Lần thứ hai sẽ gây 40% sát thương so với lần đầu tiên. Và trong khoảng thời gian đó, Fiora sẽ không thể bị chỉ định. Đây đích thị là tuyệt kỹ alpha phiên bản siêu cấp Rift Pro. Và với đồ chân phái là dìu mãng xà, thì mỗi lần thi chuyển có trên 2 mục tiêu thì đó sẽ là cả một tấn đam dội lên đầu địch. Chỉ cần Fiora còn chiêu cuối thì 1-5 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Với việc mặc kệ trụ thì những pha băng trụ của vị tướng này là chuyện thường ngày ở huyện, khi chỉ cần bấm một nút là định combat. Và bạn nghĩ rằng đồng hồ cát thể cứu mạng mình và lật kèo win lên giống như khi đấu đầu với Master Z ư? Nope. Vì tận bản cập nhật 7.22, đồng hồ ngưng động mới được cho vào phần ghép đồ của đồng hồ cát. Bộ kỹ năng cũ của Aatrox, kẻ diệt thần, ông nội của thần chớp Zeus, quỷ kiếm Dokkin, Aatrox. Bây giờ hắn ta được biết tới với khả năng chặt đầu thần Zeus, nhưng trong quá khứ huy hoàng của mình, Aatrox vang danh một thời với khả năng hồi sinh cực kỳ phiền phức. Nhưng trước đó, hãy nhìn tổng quát về kỹ năng ban đầu của tên quỷ kiếm này đã. Quy, không kích hắc ám, hắn sẽ bay lên và phóng xuống một vị trí nhất định và hất tung kẻ địch ở tâm vụ va chạm. W, khát máu, khi tắt thì mỗi đòn đánh thứ 3 sẽ hồi lại cho hắn một lượng đam tăng 300% khi dưới 50% máu, và khi kích hoạt sẽ gây thêm một lượng sát thương cực lớn và mất máu. E, lưỡi kiếm đọa đầy, Aatrox sẽ hy sinh một lượng máu nhất định và phóng ra hai chùm năng lượng gây sát thương phép về phía kẻ địch. R, tuyệt diệt, hút máu từ kẻ địch gây sát thương phép, kèm với đó là tăng tốc đánh và 175 tầm đánh tối đa đến 325 trong 12 giây. Bây giờ mới vào vấn đề chính này, nội tại bể máu, theo chủ đề thiết kế gốc về ma thuật máu của Dokkin. Bất cứ khi nào Aatrox sử dụng máu của mình để thi chuyển kỹ năng, hắn tích trữ số máu vào bể máu và sẽ được tăng tốc độ đánh theo lượng máu mà hắn đã tích trữ, tối đa lên 55%. Nếu bị hạ gục, hắn sẽ vào trạng thái bất động trong 3 giây và hồi sinh với 33% lượng máu trong bể. Aatrox đầy bể máu và bật rờ trong combat thì hắn sẽ có tổng cộng tối đa là 115% tốc độ đánh. Nếu bạn để yên, hắn sẽ băm nát team bạn. Còn nếu cả team dồn đam hạ gục tên quỷ kiếm này thì hắn sẽ lại hồi sinh để cùng đồng đội băm nát team bạn tiếp. Tệ hơn nữa là nếu có giáp thiên thần và đảo ngược thời gian của Zillion thì hai hiệu ứng này sẽ được ưu tiên trước bể máu, khiến hắn có tối đa tới 3 mạng, chính thức trở thành Dokkin mà chúng ta thường thấy trong cốt truyện, hồi sinh liên tục. Thế mình không thể nào cân bằng được cái thế lực khát máu này. Rito đã đập đi và xây lại bộ kỹ năng như ngày nay, ngoại trừ chiều cuối. Do vẫn muốn giữ được những gì làm nên tên tuổi của hắn, Rod đã chuyển khả năng hồi sinh từ nội tại lên chiều cuối. Khi kích hoạt chiến binh tận thế, Aatrox sẽ được tăng tốc độ di chuyển ngoài combat và tăng kích cỡ, đồng thời sẽ tạo ra bể máu tăng dần từ 15 đến 50% trong 10 giây đầu tiên. Khi bị hạ gục, Aatrox sẽ tiến vào trạng thái hồi sinh, nhưng thay vì đứng yên như giáp thiên thần, hắn vẫn có thể di chuyển với 75% vận tốc ban đầu và không thể làm gì ngoại trừ di chuyển, giúp đưa hắn ra khỏi những khu vực nguy hiểm như trụ và sử dụng bể máu để hồi sinh lượng máu tương ứng chứ không phải 33% như cũ. Đây có thể coi là một đợt nerf khá nặng, chuyển Aatrox từ một con tướng dựa vào đánh thường và hiệu ứng đòn đánh thành Quiquitrox phải kết hợp giữa skill và đánh thường. Tuy nhiên, khả năng hồi sinh vẫn còn đó và gây ra không ít ác mộng cho team bạn. Về sau, khả năng hồi sinh đã bị loại bỏ và bù bằng một lượng lớn hút máu toàn phần. Ban đầu tuy bị cộng đồng kịch liệt phản đối do loại bỏ những gì đã làm nên thương hiệu của quỷ kiếm Dokkin, nhưng sau đó một thời gian thì Aatrox mèo lại hoàn mèo. Thay vì hồi trước bạn giết hắn, hắn sẽ hồi sinh ngược lại để giết bạn, thì bây giờ bạn không giết được Aatrox nữa mà sẽ chết luôn vì không thể đánh được cái lượng hút máu hãm tải đó. Hay lắm Riot, vỗ tay.
hào khí dâng cao của Gangplank. Với Gangplank hiện tại, một thùng bay màu AD có thể hoàn toàn được coi là bình thường. Nhưng trước khi rework thì Gangplank khá mờ nhạt bởi bộ kỹ năng thiếu điểm nhấn và khả năng đánh nhau của mình. Đặc biệt là chiêu E của gã, hào khí dâng cao, lại hoàn toàn lệch quẻ với chất tướng của hắn nên có. Nội tại của chiêu này là tăng cho Gangplank một lượng AD và tốc độ di chuyển. Khi kích hoạt sẽ vô hiệu hóa nội tại. Điểm khác biệt là đồng minh xung quanh sẽ được 50% chỉ số so với gã trong 7 giây. Về cơ bản là khi kích hoạt, bạn sẽ mạnh hơn một tí và búp cho đồng đội xung quanh một ít. Một phiên bản khác của Ulti Silver nhưng chỉ với 20 giây hồi chiêu. Điều này khiến cho Gangplank có một bộ kỹ năng rất nửa nạc nửa mỡ. Khi W thì giả hiệu ứng cho bản thân, E thì búp cho cả đồng đội với bản thân, R thì thiên về combat lớn. Khiến cho gameplay của gã thuyền trưởng này cực kỳ nhàm chán. Vì khi đi lên, công cụ để trao đổi chiêu thức chỉ có mỗi Q, phản đam và nội tại. Nhưng nếu xét riêng về chiêu E của gã thì đây là một chiêu khá lỗi. Khi mà trong combat tăng một lượng đam và tốc đánh khá ổn cho cả team, hoàn toàn có thể lật ngược được cả combat trong thời điểm mấu chốt và thời gian hồi chiêu cũng cực kỳ ngắn. Vì những yếu tố trên, chiêu E đã hoàn toàn bị loại bỏ và thay bởi thùng thuốc súng như hiện tại, trong khi những chiêu khác thì bị chỉnh sửa nhẹ hoặc thay đổi tên và hiệu ứng. Bây giờ thì cũng sẽ là lật cả combat, nhưng hoàn toàn là một mình bạn làm hết. Đúng chất Bill Squatter không tin tưởng bố con thằng nào. Một thùng là hai thằng bot bay màu, quá tuyệt vời. Queen biến hình. Các tướng Shapeshifter tới hiện giờ vẫn khá ít nếu như không tính tới Sylas và Viego. Rek'Sai tuy sẽ chuyển đổi kỹ năng khi lặn xuống, nhưng đây vẫn tính là chuyển đổi trạng thái chứ không phải là hình dạng. Kled cũng tương tự như vậy. Sau khi loại bỏ những tướng ở trên thì ta chỉ còn có Jayce, Alice, Nidalee, Gnar, Shyvana và Kane. Trong đó Kane chỉ có thể biến đổi một lần duy nhất. Chúng ta đã từng có thêm một vị tướng biến hình nữa. Nói biến hình thì cũng không đúng, vì vị tướng này sẽ đổi người ra trận luôn. Đó chính là Queen, đôi cánh Demacia. Các kỹ năng cơ bản và nội tại thì vẫn gần như được giữ nguyên như bây giờ. Riêng chiêu cuối, đi qua đồn địch thì hồi đó là xa luân chiến. Khi kích hoạt xa luân chiến, Valor sẽ xả xuống và thế chỗ cho Queen trong một khoảng thời gian. Trong thời gian hiệu lực, Valor sẽ được cộng một lượng di chuyển và tăng cường tất cả kỹ năng. Khi Valor xuất hiện, Q ưng kích sẽ gây sát thương và làm mù kẻ địch xung quanh. Thay vì bay ra theo hướng thẳng, W ưng nhãn sẽ được tăng nhiều tốc độ đánh hơn vì nội tại chim săn mồi không được kích hoạt trong xa luân chiến. E đột kích, Valor sẽ đâm vào mục tiêu, gây sát thương và làm chậm nhưng không còn nhảy lui ra nữa. Ngoài ra, tốc độ di chuyển sẽ giảm dần khi tiến vào giao tranh và ngược lại. Khi hết thời gian hoặc kích hoạt lại thì Queen sẽ xuất hiện cùng với cơn mưa tên. Có thể nói đây là một chiêu cực kỳ đặc sắc khi thể hiện được cả sức mạnh của Valor, chứ nó không chỉ là một con chim hỗ trợ của Queen. Nhưng điều đó khiến Queen mất đi khả năng thả diều và trực tiếp đưa cô và người bạn đồng hành của mình vào nguy hiểm. Khi các điều kiện như mù từ xa của Quy và nhảy lùi ra khi đột kích không còn, nếu không thể kết liễu kẻ thù trong khoảng thời gian ngắn thì người gặp nguy hiểm sẽ là con chim yêu quý của cô. Vì vậy, về sau Valor đã không còn được ra trận nữa, mà chỉ là một chú chim phiền phức quấy nhiễu kẻ địch và hỗ trợ Queen di chuyển như bây giờ. Nội tại của Lissandra, băng yêu, là một trong những nội tại độc đáo nhất trong game khi dùng xác của kẻ địch để hạ gục đồng đội chúng, đồng thời thể hiện được quyền năng mà Lissandra được miêu tả trong cốt truyện với tư cách là một trong ba chị em, nắm giữ sức mạnh của băng đen, nội tại uy quyền băng tộc. Thời gian mới ra mắt thì Lissandra được miêu tả là một con tướng đi mid linh hoạt cùng khả năng kiểm soát mana cực kỳ tốt. Một pháp sư với đầy đủ các khả năng như kiểm soát lính, cấu rỉa, thả diều và cơ động. Với nội tại băng yêu, dùng skill không tốn mana sau một khoảng thời gian nhất định và khi có kỹ năng ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển trúng một tướng thì băng yêu sẽ được giảm 1 giây hồi chiêu. Ở đây là Q và W vẫn không thay đổi so với hồi đó nên đấy sẽ là 2 giây hồi chiêu. Chính đó là mấu chốt của vị tướng này. Ở bản 7.8, nội tại được búp thời gian hồi chiêu từ 18 giây ở mọi cấp thành 18 đến 9 giây, giảm dần theo cấp, biến Lissandra thành một con quái vật ở mid. A cực kỳ mạnh mẽ ở giai đoạn đi lên, với khả năng spam chiêu liên tục không cần tới bùa xanh, khiến mid team bạn cực kỳ khốn khổ, không thể đi roam mà chỉ có thể cắm mặt ở mid với đám lính tràn trụ. Còn mụ phù thủy thì đi khắp nơi với con đường băng giá của mình. Sau rất nhiều lần chỉnh sửa trong bất lực, mà phần lớn là nerf các skill còn lại như giảm tỷ lệ AP, tăng mana, giảm cả chỉ số cơ bản Lissandra, nhưng rồi vẫn bất lực quá. Vào bản 8.23, Rod đã phải làm lại nội tại như bây giờ vì không thể tìm ra được cách cân bằng. Miễn trừ ngoại giao của Poppy, có thể miêu tả chiêu cuối này với hai từ: bất bại. Ulti của Poppy có hai phần chính: chọn một vị tướng trong một khoảng thời gian và tăng sát thương lên mục tiêu đó. Poppy sẽ miễn nhiễm mọi loại sát thương và trạng thái bất lợi không bắt nguồn từ mục tiêu của kỹ năng này, kể cả trụ sát thương chuẩn, ngoại trừ sát thương từ bệ đá cổ. Ban đầu Poppy được định hướng là một con tướng semi tank. Tuy nhiên, về cái chiêu cuối không thể lỗi hơn này được mà đã được chọn vào support vì cứ trong 8 giây, Poppy sẽ trở thành một cái máy cày, cày nát đội hình team bạn. Rod đã phải sửa gấp chuyển người giữ búa này thành tank thuần túy như bây giờ, chứ không thể để cái xe tăng cán nát team bạn như cán cổng dinh độc lập ngày 30 tháng 4 năm 75 như vậy được.
Phong kiếm, nghi binh của Shen, vị tướng song kiếm đầu tiên của liên minh mà mọi người quên gần như hết khi Jone ra mắt. Shen, mắt hoàng hôn, có thể được coi là một trong những vị tướng yêu thích nhất trong giai đoạn đầu tiên của game bởi bộ kỹ năng độc đáo và cực kỳ cân bằng của mình. Với Quy, phong kiếm, cực kỳ mạnh mẽ trong giai đoạn đầu đi lên, khả năng hồi máu, lao lên phóng kiếm vào đầu, bật W lên giáp đi về, thằng top bên kia mà dám dí đánh bạn thì quay lại đánh nó luôn. Vì đồng minh đánh dính mục tiêu bị Quy đánh dấu thì sẽ được hồi máu theo phần trăm máu tối đa. Một chiêu thức quá toàn diện cho cả lúc đi lên lẫn combat tổng. Tuy Quy bá đạo là thế, nhưng W của Shen lại tỏ ra khá lép vế so với tổng thể bộ chiêu thức khi lượng giáp ảo tạo ra hoàn toàn dựa vào skill AP, trong khi lượng giáp gốc lại khá ít ỏi. Tuy là một tanker, nhưng bởi một lượng lớn skill AP mà mình có, theo thời điểm đó, Shen full tank rồi bán giày đội mũ là một chuyện quá bình thường. Với những pha chọc Quy đau điếng và khả năng khiêu khích đến từ E cực kỳ khó chịu, thì Shen là một tượng đài trên top hồi đó, với công, thủ, hỗ trợ và sự cơ động đều tuyệt vời. Sau được rework thì có thể nói vừa nerf vừa buff, vì khi khả năng cơ động và tấn công của Shen đã bị giảm tính linh hoạt, nhưng bù vào là lượng dam đã được bổ sung và khả năng bảo kê cho team đã toàn diện hơn nhiều, chứ không còn chỉ một mục tiêu so với bản cũ. Nhưng vẫn nhiều tranh luận trái chiều xảy ra với sự rework gần như thay đổi lối chơi này của Shen. Tới giờ vẫn không ít main Shen nhớ nhung Shen song kiếm ngày nào đó. Yorick, mọi thứ trong thời kỳ đầu của liên minh đều khá là xấu so với bây giờ. Tướng xấu, map xấu, lính xấu, item xấu, mọi thứ đều xấu. Tuy nhiên, vạn vật đều tỏ ra rất xinh đẹp đối với Yorick. Nói không ngoa khi đây là một trong những sinh vật xấu nhất trong làng game, như từ trong bộ phim Quái vật Frankenstein bước ra vậy. Nhưng xấu không có nghĩa là yếu. Với bộ kỹ năng toàn là dam với CC, cùng với mấy con bóng ma, cứ thế mà xuất hiện lần lượt cho hắn dam, khống chế và hồi máu từ Q, W và E, khiến cho việc chơi Yorick chả khác gì chơi Drive phiên bản đấu sĩ khi bạn spam chiêu kiểu gì cũng được. Cứ có là bấm, không quan trọng là bấm nút nào. Thậm chí hắn có được giảm tới tối đa 20% dam nhận vào, và tương tự với dam gây ra mỗi con bóng ma hắn triệu hồi. Chiêu cuối của hắn biến game 5v5 thành 6v5 khi triệu hồi một bản sao của đồng minh bất kỳ. Và nếu người đó chết mà bản sao vẫn còn sống thì sẽ được hồi sinh tại vị trí của bản sao với đầy máu và nội tại trong 10 giây tiếp theo. Thậm chí không cần phục vụ là một giáp thiên thần bản rẻ tiền thì bản sao cũng có tận 75% AD so với nguyên bản, và hoàn toàn để sử dụng được nội tại của tướng được chọn là một carry phụ cho team bạn. Và đó chính là tổng hợp một vài kỹ năng đã bị xóa bởi Riot trong Liên minh huyền thoại. Liệu có chi tiết nào tôi nói đang bị sai không? Nếu có thì nhớ cho tôi biết ở dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh ra trong tương lai nha. Còn giờ thì MG Gaming xin chào.